Thầy chào tất cả các em. Thầy tên là Danh Thanh Huyền. Hiện tại thầy công tác tại trường Tiểu học 2 Vĩnh Hưng Nam. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học trực tuyến tại nhà môn Địa lý lớp 5. Bài 1: Việt Nam đất nước chúng ta tiết 2. Để học tốt bài này, các em cần phải chuẩn bị thứ nhất là các em phải có sách hướng dẫn học môn lịch sử và địa lý lớp 5. Thứ hai, phải có bút mực, bút chì, vở, tranh, ảnh, các thông tin về vùng biển Việt Nam. Đấy là cái phần chuẩn bị học bài này. Tiếp theo, các em mở sách hướng dẫn ra trang 60. Chúng ta sẽ tìm hiểu mục tiêu. Mục tiêu của bài này, thứ nhất, trình bày được vai trò của vùng biển nước ta. Thứ hai, thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý. Đấy là hai mục tiêu các em cần phải nắm được, cần phải đạt được qua bài học này. Tiếp theo chúng ta đi vào nội dung bài học. Đối với bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai hoạt động, là hoạt động cơ bản và hoạt động thực hành. Ở hoạt động cơ bản, chúng ta tìm hiểu sang hoạt động số 5 là khám phá vai trò của biển. Hoạt động 6, đọc và ghi nhớ nội dung bài. Ở hoạt động thực hành thì chúng ta cũng có hai hoạt động. Thứ nhất là hoạt động 1, làm bài tập. Hoạt động 2, quan sát bảng số liệu và trả lời. Đấy là hai hoạt động chúng ta cần phải tìm hiểu qua bài học này. Chúng ta sẽ đi vào hoạt động thứ nhất là hoạt động cơ bản. Hoạt động 5, khám phá vai trò của biển. Chúng ta tìm hiểu qua A là các em quan sát các hình sao và nêu vai trò của biển đối với đời sống sản xuất. Rồi, các em quan sát hình thứ nhất. Rồi, các em quan sát đây là một cái giàn. Giàn khai thác gì ở trên biển đây? Rồi, các em quan sát kỹ hình. Em cho thầy biết đây là giàn khai thác gì đây? Rồi, các em đã có câu trả lời chưa? Thầy tin là các em đã có câu trả lời rồi. Vậy các em hãy đối chiếu câu trả lời của các em với đáp án của thầy nhé. Đây là giàn khai thác dầu khí ở trên vùng biển của nước ta. Rồi, các em quan sát tiếp hình tiếp theo. Rồi, các em quan sát kỹ hình. Đây là bãi biển ở tỉnh Kiên Giang, là một bãi biển rất là đẹp. Vậy các em quan sát hình này, các em cho thầy biết biển có vai trò gì đối với đời sống con người? Rồi, các em đã có câu trả lời chưa? Thầy tin là các em đã có câu trả lời rồi. Các em cũng đã biết được vai trò của biển đối với đời sống con người rồi, phải không nào? Vậy các em hãy đối chiếu câu trả lời của các em với đáp án của thầy nhé. Rồi, như vậy các em thấy đối với hình này thì biển có vai trò là điều hòa khí hậu. Đấy, giúp cho các em thấy biển giúp cho khí hậu nó trong lành hơn, nó trong sạch hơn để chúng ta hít vào những không khí nó không ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Như vậy thầy cũng xin chúc mừng những bạn nào mà đã có câu trả lời đúng. Rồi, chúng ta quan sát hình tiếp theo. Rồi, các em quan sát kỹ hình. Rồi, đối với hình này, thầy tin là các em cũng có thể dễ dàng nhận biết được người này đang làm gì. Rồi, đối với hình này thì
Chắc có lẽ em nào cũng có câu trả lời rồi. Đó là họ lặn, lặn biển. Vậy các em có biết họ lặn xuống biển làm gì không? Các em muốn biết họ lặn xuống biển làm gì thì các em đối chiếu xem nhé. Thầy sẽ có những lời giải thích sau. Các em thấy ở trên đất nước ta cũng có một số nơi là họ tổ chức cái khu du lịch để cho người khách tham quan, họ có thể họ lặn xuống biển để quan sát các rặng san hô. Bên cạnh đó các em thấy cũng có các nhà khoa học họ lặn xuống biển để họ khám phá, họ nghiên cứu về các loại động thực vật ở dưới đáy biển. Đấy là chúng ta thấy biển nó còn có vai trò như thế. Rồi chúng ta quan sát hình tiếp theo. Rồi các em quan sát hình này, các em thấy là biển còn có vai trò gì nữa nè. Các em đã có câu trả lời chưa? Tin là các em đã có câu trả lời rồi. Các em quan sát hình thì chắc có lẽ các em cũng biết được. Vậy các em hãy đối chiếu câu trả lời của các em với đáp án của thầy nhé. Đối với hình này, chúng ta biết đây là giao thông vận tải trên biển. Đấy, các em thấy trên biển còn là tuyến đường giao thông để chuyên chở hàng hóa từ nơi này đến nơi khác, từ nước này đến nước khác. Đấy là vai trò của đường biển. Chúng ta quan sát tiếp hình. Rồi, các em quan sát hình. Đối với hình này, các em thấy người dân họ đang làm gì? Rồi, các em đã có câu trả lời chưa? Thầy tin là các em cũng có thể dễ dàng nhận biết được. Rồi, vậy các em hãy đối chiếu xem câu trả lời các em với đáp án của thầy nhé. Đối với hình này, thì người dân họ đang làm gì? Thì đây là người dân họ đang làm muối. Đây là một cánh đồng muối. Các em thấy một số tỉnh ven biển, họ tận dụng cái thủy triều lên xuống của mực nước biển. Họ làm ra những hạt muối trắng tim như chúng ta thấy trong hình. Và những hạt muối đó đã đến tận tay người dân, đến những mọi gia đình để chúng ta có những hạt muối để chúng ta ăn. Đấy, như vậy chúng ta cũng biết được là người dân họ làm muối thế nào đấy. Tiếp theo, cái quan sát hình tiếp theo. Rồi, các em quan sát hình này, các em thấy người dân thì họ khai thác gì đấy? Như vậy, đối với hình này, thì chắc có lẽ các em cũng có thể nhận biết được. Đấy là người dân khai thác gì đấy? Đấy là hình ảnh là người dân khai thác đánh bắt cá ngừ. Đấy là một nguồn tài nguyên rất là quý giá đối với vùng biển nước ta. Đem lại nguồn lợi kinh tế rất cao cho nước ta. Rồi, các em quan sát hình tiếp theo. Hình thứ nhất. Rồi, hình tiếp theo. Ở hai hình này, các em thấy người dân họ đang làm gì? Rồi, các em có câu trả lời chưa? Thầy tin là các em cũng đã biết được. Đối với hình thứ nhất thì người dân họ nuôi gì đây? Đây là hình người dân là nuôi tôm hùm. Còn hình thứ hai là họ thu hoạch nghêu. Như vậy qua hai hình này thì các em cho thầy biết nè, biển còn có vai trò gì đối với đời sống con người. Rồi các em đã có câu trả lời chưa? Tin là các em đã có câu trả lời rồi. Qua hai hình này thì chúng ta biết biển còn có vai trò là nuôi thủy hải sản. Như vậy thầy cũng chúc mừng những bạn nào mà đã có câu trả lời đúng. Tiếp theo. Rồi các em quan sát hình này, các em thấy đây là một khu gì ở ven biển nè. Đối với những em nào mà đã từng đi tham quan du lịch ở ven biển thì các em có thể cũng nhận biết được qua hình ảnh này.
Vậy các em hãy đối chiếu xem câu trả lời các em với đáp án của thầy nhé. Xem có đúng không nào. Đây là khu du lịch nghỉ mát. Như chúng ta biết trên đất nước ta hiện nay thì một số tỉnh ven biển, chẳng hạn như Kiên Giang, Nha Trang, Khánh Hòa, đấy, rất là nhiều tỉnh khác nữa, thì các tỉnh ven biển này thường xây dựng cái khu du lịch, khu nghỉ mát để cho người khách đến tham quan du lịch nghỉ mát nhân nơi nơi này. Như vậy sau khi các em quan sát tất cả các hình vừa rồi thì các em cũng đã nắm được biển có vai trò như thế nào đối với đời sống sản xuất của người dân, phải không nào? Vậy các em hãy nêu cho thầy vai trò của biển đối với đời sống sản xuất của người dân. Các em dựa vào từng hình mà chúng ta đã quan sát cũng như các hình các em trong sách, các em có thể là dễ dàng có thể biết được vai trò của biển rồi. Các em ơi, các em đã có câu trả lời chưa? Thầy tin là các em cũng đã biết được vai trò của biển rồi. Vậy các em hãy đối chiếu câu trả lời của em với đáp án của thầy nhé. Như chúng ta biết, biển cung cấp cho chúng ta nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, muối, hải sản, rồi địa điểm du lịch với nhiều phong cảnh đẹp. Ngoài ra, biển còn là đường giao thông quan trọng giúp ta giao lưu, buôn bán, trao đổi với nhiều nước trên thế giới. Rồi biển, cảm thấy nó có vai trò quan trọng như thế. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ vùng biển của chúng ta? Các em suy nghĩ, các em trả lời cho thầy câu hỏi này. Rồi các em đã có câu trả lời chưa? Thầy tin là các em đã có câu trả lời rồi. Vậy các em hãy đối chiếu câu trả lời các em với đáp án của thầy nhé. Chúng ta cần phải bảo vệ, giữ gìn, khai thác tài nguyên biển một cách hợp lý. Các nguồn tài nguyên biển như chúng ta đã biết sau khi chúng ta quan sát các hình này, chẳng hạn như dầu mỏ hay là cá ngừ khai thác cá ngừ, đấy là một số tài nguyên biển chúng ta phải khai thác hợp lý. Nếu mà không khai thác hợp lý thì nó sẽ dẫn đến bị cạn kiệt các nguồn tài nguyên đó. Ngoài ra, chúng ta không nên xả rác hay là chất thải trên biển. Nếu mà chúng ta xả rác hay chất thải trên biển sẽ làm ô nhiễm cái nguồn nước biển và sẽ ô nhiễm cái bầu không khí, là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Nếu mà sau này chúng ta có dịp đi tham quan du lịch ở các tỉnh ven biển thì chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh chung. Thầy tin là các em sẽ làm được. Rồi, thầy cũng chúc mừng những bạn nào đã có câu trả lời đúng. Rồi, chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo. Ở hoạt động số 5 này, chúng ta sang câu C. Các em đọc cho thầy thông tin ở trong sách để bổ sung vốn hiểu biết của em và dùng bút chì gạch dưới những thông tin là mới đối với em. Trang 64. Em lưu ý trong lúc em đọc thì em phải dùng bút chì. Em thấy những thông tin nào mà em thấy rất là mới thì em gạch chân những thông tin đó. Rồi, em đã đọc xong chưa? Em đã gạch chân những thông tin mới rồi chưa? Thầy tin là em đã đọc xong và đã thực hiện xong rồi. Rồi, em hãy đối chiếu những thông tin mà em gạch chân với những thông tin mà thầy xác định là các em đã gạch chân những thông tin mới nhé. Rồi các em cùng xem nào. Đấy là những thông tin mới nè. Nhờ có biển mà khí hậu nước ta trở nên điều hòa hơn. Biển có nguồn tài nguyên lớn cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên. Rồi biển còn là đường giao thông quan trọng. Thì thấy đây là chính là những thông tin mới mà các em vừa gạch chân. Vậy thầy cũng chúc mừng những bạn nào đã xác định đúng những thông tin mới nè. Chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo. Hoạt động 6. Ở hoạt động 6, yêu cầu thứ nhất là các em đọc và ghi nhớ nội dung bài trang 64.
Các em lưu ý là các em đọc thì phải nhớ lại những nội dung đó. Rồi ở yêu cầu thứ hai, sau khi em đọc xong, các em ghi vào vở những điều em học được từ đoạn văn. Rồi các em đã đọc xong chưa? Tin là các em đã đọc xong rồi, các em cũng đã nhớ được cái nội dung và các em cũng đã ghi được những điều các em học được từ đoạn văn. Vậy đó là những điều nào? Các em hãy đối chiếu xem những điều mà các em ghi có đúng với đáp án của thầy không nhé. Thứ nhất là những thông tin mà các em cần phải ghi vào vở này. Nước ta nằm trên bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Đất nước ta gồm phần đất liền, vùng biển rộng lớn thuộc Biển Đông với nhiều đảo, quần đảo và vùng trời. Phần đất có diện tích khoảng 331.000 km². Biển điều hòa khí hậu, cung cấp nguồn tài nguyên và là đường giao thông quan trọng. Ven biển có nhiều cảnh đẹp, là nơi du lịch nghỉ mát hấp dẫn. Đấy là những thông tin mà các em cần phải ghi nhớ và phải ghi vào vở. Thầy cũng chúc mừng những bạn nào đã ghi nhớ và đã ghi vào vở những thông tin này. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang cái hoạt động thực hành. Ở hoạt động thực hành, hoạt động 1 là chúng ta làm bài tập. A là các em đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai. A1, lãnh thổ nước ta bao gồm phần đất liền, vùng biển với nhiều đảo, quần đảo và vùng trời. A2, biển bao bọc phía Tây và Nam phần đất liền nước ta. A3, phần đất liền của nước ta chạy dài từ Tây sang Đông. A4, đường bờ biển nước ta cong như hình chữ S. A5, nước ta có thể giao lưu với nhiều nước bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. A6, Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo của nước ta. Rồi, các em đọc xong rồi, các em hãy xác định cho thầy câu nào đúng, câu nào sai. Các em hãy viết những câu đúng vào vở. Rồi các em ơi, các em đã viết được câu đúng vào vở chưa? Thầy tin là các em đã viết được rồi. Vậy các em hãy đối chiếu câu đúng của các em với đáp án của thầy nhé. Các câu đúng là A1, lãnh thổ nước ta bao gồm phần đất liền, vùng biển với nhiều đảo, quần đảo và vùng trời. A4, đường bờ biển nước ta cong như hình chữ S. A5, nước ta có thể giao lưu với nhiều nước bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không. A6, Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo của nước ta. Đấy chính là những câu đúng. Thầy cũng xin chúc mừng những em nào đã ghi những câu đúng này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động. Tiếp theo là các em quan sát bảng số liệu và trả lời. A, quan sát bảng số liệu dưới đây. Đây là diện tích một số nước Đông Nam Á năm 2012. Ở bảng số liệu này các em cần quan sát. Các em cần phải biết thứ nhất là cột tên nước thì gồm các nước là Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Lào và Campuchia. Ở cột thứ hai là diện tích nghìn km vuông, là diện tích của các nước tương ứng. Các em quan sát kỹ bảng số liệu. Sau đó các em trả lời cho thầy các câu hỏi sau. Đọc tên những nước có diện tích lớn hơn và nhỏ hơn nước ta. Rồi, các em đã biết được những nước nào có diện tích lớn hơn, nhỏ hơn nước ta rồi chứ? Thì tin là các em đã biết rồi. Vậy các em hãy đối chiếu câu trả lời các em với đáp án của thầy nhé.
Những nước mà có diện tích lớn hơn nước ta là Indonesia, Myanmar và Thái Lan. Rồi những nước mà có diện tích nhỏ hơn nước ta là Philippines, Lào và Campuchia. Đấy là những nước có diện tích lớn hơn và nhỏ hơn Việt Nam. Thầy cũng xin chúc mừng những em nào mà đã có câu trả lời đúng. Tiếp theo là chúng ta chuyển sang hoạt động C là hoạt động ứng dụng. Ở hoạt động này, thứ nhất là các em phải tìm hiểu và giới thiệu về đất nước chúng ta thông qua các hoạt động A là các em sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về đất nước con người Việt Nam, về hình ảnh như hoạt động sản xuất của con người Việt Nam. Chúng ta sưu tầm những tranh ảnh đó. Tiếp theo là chúng ta tập làm hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta giới thiệu về một cái phong cảnh đẹp ở đất nước Việt Nam, ở một nơi nào đó cho người thân biết. Rồi, ở tiếp theo là chúng ta sang hoạt động ứng dụng thứ hai là chúng ta xây dựng cam kết bảo vệ môi trường. Ở hoạt động này, chúng ta phải cam kết được những việc mà chúng ta đã làm và những việc chúng ta không được làm. Đấy, những việc chúng ta sẽ làm, chẳng hạn chúng ta có thể là trồng cây xanh để bảo vệ môi trường này. Đó, hay là những chuyện chúng ta không nên làm, chẳng hạn không nên xả rác bừa bãi khi được đi tham quan du lịch ở ven biển. Đấy là cam kết như thế. Rồi, em ơi, như vậy là tiết học chúng ta đã kết thúc rồi. Về nhà các em chuẩn bị tiết sau là bài 2, địa hình và khoáng sản. Thầy cũng chúc các em chăm ngoan học giỏi. Thầy chào tất cả các em.